Điểm mặt 6 cầu thủ Man United sẽ thương thảo chuyển nhượng tự do vào tháng 1. Theo tờ Mirror, 6 cầu thủ Manchester United có thể bắt đầu đàm phán về việc chuyển nhượng tự do cho kỳ chuyển nhượng mùa hè vào tháng Giêng. Trong đó, bao gồm cả Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof lẫn Jonny Evans. Manchester United đang nỗ lực tăng cường lực lượng cho kỳ chuyển nhượng tháng 1 khi tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe dự kiến sẽ đầu tư tiền vào các bản hợp đồng mới sau khi ông đến Old Trafford. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị sẽ không chỉ tập trung vào những người mới đến mà còn cả những người sẽ ra đi. Theo Mirror, 6 cầu thủ Man United có thể bắt đầu đàm phán vào tháng Giêng về việc chuyển nhượng của họ với tư cách là cầu thủ tự do trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Jadon Sancho, người gần đây gặp vấn đề với huấn luyện viên người Hà Lan Erik ten Hag, nhiều khả năng sẽ rời câu lạc bộ Anh ở kỳ chuyển nhượng tới. Tuy nhiên, những cầu thủ như Aaron Wan-Bissaka, hợp đồng sẽ mãn hạn vào tháng 6, có thể rời Old Trafford vào mùa hè khi câu lạc bộ không có ý định triển hạn. Trung vệ người Thụy Điển Victor Lindelof cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như đồng đội khi anh có thể bắt đầu đàm phán việc rời đi với bất kỳ câu lạc bộ châu Âu nào sau 7 mùa giải chơi cho Quỷ Đỏ. Cầu thủ Học viện Hannibal Mejbri, người đã có một số cơ hội ở mùa giải này, cũng có khả năng sẽ rời đội bóng hiện tại để tìm kiếm cơ hội mới và có thêm thời gian thi đấu ở một câu lạc bộ châu Âu khác. Anthony Martial cũng sẽ tìm kiếm bến đỗ mới sau khi chật vật tạo ảnh hưởng trong những mùa giải gần đây sau thời gian cho mượn ở Sevilla ở mùa giải 2021-2022. Thủ môn kỳ cựu Tom Heaton có thể cân nhắc việc giải nghệ sau 4 mùa giải tại Manchester United. Trong khi đó, trung vệ Jonny Evans trở lại câu lạc bộ thành Manchester ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sau vài mùa giải khoác áo Leicester nhưng chỉ ký hợp đồng 1 năm. Kết quả là anh ấy sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6. Tuy nhiên, theo website Goal.com, Man United sẽ phải cân nhắc một số trường hợp, đặc biệt là với Aaron Wan-Bissaka và Victor Lindelof. Goal.com cho rằng Quỷ Đỏ sẽ triển hạn với bộ đôi này, trong lúc từ chối ký thêm với lão tướng Jonny Evans. Riêng trường hợp Anthony Martial, người có thể kích hoạt điều khoản cộng thêm 12 tháng trong hợp đồng, nhiều khả năng sẽ được giải quyết rốt ráo để ra đi vào mùa hè. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.